Xin chào các bạn thính giả yêu quý của kênh audio kể chuyện đêm khuya Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cuốn tiểu thuyết Husky và sư tôn mèo trắng của hắn Chương 53, đường đệ của bổn tọa như tên thiểu năng Đó là đương nhiên, biệt danh thì đều thích đặt rồi, ai cũng có luôn nhé Tiết mông có vẻ hứng thú bừng bừng, nhiệt tình giới thiệu với sở văn ninh Ta thấy đệ tuổi không lớn, hẳn là chưa quá 5 tuổi nhỉ Vậy đệ mới tới từ sinh đỉnh còn chưa thân với mọi người, thân rồi đệ sẽ biết thôi. Ở đây có 20 vị trưởng lão, đều có biệt danh do đệ tự đặt. Do đệ tử đặt. Ồ, oh, sở vãn ninh rất có thâm ý nhìn cậu. Thử nói ví dụ đi. Nói thì nói thôi, nhưng giờ không còn sớm, ta cũng hơi đói. Hôm nay để cảm ơn đệ chỉ điểm, ta đưa đệ xuống núi ăn khuya, vừa ăn vừa nói. Sở vãn ninh cúi đầu suy nghĩ, mỉm cười nói. Ừ, cũng được tiết mông thu long thành kéo tay sở vãn ninh đồ đệ chẳng hay biết và sư tôn bị thu nhỏ dọc theo thềm đá dài trong rừng trúc tới sơn môn tiểu huynh đệ đệ tên là gì tiết mông vừa đi vừa hỏi sở vãn ninh chấn định tự nhiên đáp lại ta họ hạ hạ gì cơ hạ tư nghịch tiết mông hồn nhiên không nhận ra thâm ý trong đó còn rất vui vẻ hỏi cũng được nghe khá hay là hai chữ nào sở vãn ninh liếc nhìn tên ngốc này một cái tư trong tư đầu, nghịch trong nghịch đầu, hạ tư nghịch. Chú thích, có nghĩa là hù chết ngươi. À à, Tiết Mông lại cười hỏi, vậy năm nay đệ mấy tuổi rồi? Ta đoán không sai nhỉ, có phải không quá năm tuổi không? Sở vãn ninh đen mặt, may mà Tiết Mông nhìn đường không nhìn về mặt của y, nếu không nhất định sẽ bị dọa. Không, thiếu chủ đoán sai rồi, năm nay ta sáu tuổi rồi. Tiết Mông nói, vậy thì đệ thiên phú lợi hại rồi, tuy vẫn kém ta năm đó một chút, nhưng nếu dạy dỗ thêm hẳn sẽ là hậu sinh tài giỏi. Vậy đi, đệ, đừng học môn hạ toàn cơ nữa, để gọi ta một tiếng sư ca, ta xin sư tôn nhận đệ làm đệ tử, đệ xem có tốt hơn không? Sở Vãn Ninh cố hết sức nhẫn nhịn để không trợn trắng mắt. Ngươi bảo ta gọi ngươi là gì? Sư ca đấy." Tiết Mông cười cúi lưng, giám sát chán Sở Vãn Ninh. Cơ hội này không phải ai cũng có đâu Thần sắc Sở Vãn Ninh phức tạp. Hai người đang cười nói mà đi ít nhất thì tiết mông cho rằng họ đang cười nói bỗng phía sau truyền tới một giọng nói kết thúc đoạn đối thoại vui đùa nhỏ có khả năng lấy mạng tiết mông hờ manh manh sao ngươi lại ở đây toàn bộ tử sinh đỉnh dám gợi đòn gọi tiết mông là manh manh còn có thể là ai tiết mông thậm chí còn chưa quay đầu lại miệng đã mắng mặc nhiên cái tên chó chết nhà ngươi ngươi còn gọi ta như vậy nữa có tin ta rút lưỡi ngươi không một lát sau quả nhiên mặc nhiên nhẹ nhàng đi tới đứng dưới ánh trăng sáng trong, nhếch miệng cười với hai người. Hắn vốn muốn đáp lại một câu trêu cờ Tiết Mông, bỗng chú ý đứa bé thanh tú xinh xắn bên cạnh Tiết Mông, không khỏi sửng sốt. Đây là... Tiết Mông kéo sở vãn ninh ra sao, nhíu mi trợn mắt với mặt nhiên. Người quan tâm làm gì? Đừng, 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 đừng giấu chứ. Mặc nhiên vòng lại tóm lấy tay Tiết Mông, kéo sở vãn ninh ra, ngồi xổm xuống đánh giá cẩn thận một lượt, bỗng ổ lên lầm bầm nói. Sao đứa bé này quen mắt thế nhỉ? Sở Vãn Ninh lòng cảnh giác. Cứ cảm thấy đã từng gặp rồi. Sở Vãn Ninh thầm thấy không ổn. Nếu thân phận bị bại lộ thế thì y còn mặt mũi làm người à? Nghĩ liền lui lại một bước theo bản năng, xoay người trốn mắt. Đừng đi. Mặc nhiên cười xấu xa giữ chặt y lại, vươn ngón tay ra, gạt gạt trên mũi sở vãn ninh. Lời nói nhẹ nhàng chậm rãi. Đến đây tiểu đệ đệ, nói cho ca ca nghe xem đệ tên là gì bị hắn sờ mũi nổi hết cả da gà. Sở Vãn Ninh vừa xấu hổ vừa trột dạ, lui hẳn về phía sau. Mặc nhiên còn tưởng y sợ, cười ha ha nói, để trốn làm gì, ngoan, nói ca ca nghe, có phải để họ tiết không? Tiết mông. Mặc nhiên chỉ vào tiết mông, cười tồm tìm hỏi sở Vãn Ninh, người này có phải là cha đệ không? Đệ cứ nói thật đi, nếu vậy ca ca sẽ thưởng cho đệ, mua kẹo cho đệ ăn. Người có bệnh à mặc Vi Vũ, Tiết mông nhất thời bùng nổ, khuôn mặt nghẹn đỏ bừng, xù hết cả lông quát. Ngươi, 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 ngươi nghĩ cái gì thế hả? Ngươi, ngươi xấu xa, ngươi, ngươi dơ bẩn, ngươi, ngươi thối nát không biết xấu hổ. Sở vãn ninh cũng cạn lời nhưng lòng hơi thả lỏng. Ta họ hạ là đệ tử môn hạ toàn cơ trưởng lão, hạ tư nghịch. Hù chết ngươi, à? mặc nhiên cười ngâm ngâm cong mắt. Thật ra hắn không ngốc, vừa nghe đã hiểu ý trong cái tên này. Ha, thú vị phết đấy. Người có bệnh à? Tiết mông hung hăng đẩy mặc nhiên ra, cả giận nói. Để ấy là bằng hữu mới quen của ta, chẳng liên quan gì tới ngươi. Bọn ta phải đi ăn khuya rồi, ngươi tránh ra. Ồ, mặc nhiên tránh ra, nhưng rất nhanh, đã hai tay kê đầu, cười hì hì lắc lư đi theo cạnh họ. Tiết mông gạo lên với hắn, ngươi làm gì đấy? Ta cũng xuống núi ăn khuya đấy. Mặc nhiên vô tội nói, không được à? Trấn vô thường, từ khi tử sinh đỉnh thành lập tới nay, Chấn nhỏ vốn đầy quỷ hoành hành dần quay về cảnh bình yên ngày xưa, thậm chí giờ còn có phần náo nhiệt hơn. Lúc chợ đêm đã mở, Tiết Mông đi giữa hàng lối quan xá đầy người, tìm một quán ăn canh cổ, ngồi xuống trước bàn gỗ thấp. Canh cổ, dùng nồi đồng nấu, đun trên lò lửa, đỏ rực, lúc ăn lửa không tắt. Canh nấu trong nồi, canh thường cực kỳ cay, nguyên liệu nấu xếp đầy bàn. Muốn ăn gì thì đổ xuống, vì thức ăn khi đổ vào canh sẽ phát ra tiếng ủng ục, nên được gọi là canh cổ. Đây là tên món ăn của Xuyên Thục, nhưng sở vãn ninh trước nay chỉ ăn canh suông không ớt, cay y cũng không ăn, ăn một cái là sặc ngay. Tiết mông từ nhỏ lớn lên ở đất Thục, mặc nhiên lại lớn lên ở vùng tương đàm, hai người ăn mãi thành quen mấy món cay rát, đương nhiên cảm thấy hạ tư nghịch cũng nhất định có thể ăn cay. Lúc ngồi xuống bàn gọi món, Tiết mông quen cửa quen nẻo, gọi mấy món rau, lại tiếp, thải nhiều hoa tiêu chút, tương ớt cũng phải cho đủ. Sở vãn ninh bỗng nhiên kéo tay áo cậu ủ rũ nói. Lấy nồi uyên ương. Gì? Tiết mông tưởng mình nghe nhầm. Sở vãn ninh đen mặt. Lấy nổi uyên ương, nửa cay, nửa không cay. Tiết mông, đệ không phải người thục. Ừ, ai? Tiết mông gật đầu lộ ra biểu tình, đã hiểu, nhưng cũng có hơi kinh ngạc. Hai mắt đánh giá sở vãn ninh, nói. Vậy đệ còn nhỏ thế, đã xa quê, cũng thật là... ấy được rồi, được rồi. Cậu thở dài, quay đầu với tiểu nhị. Được rồi, Nổi Uyên Ương thì nổi Uyên Ương đi. Sở Vãn Ninh không hiểu tại sao lại nghe ra một tia không cam lòng trong giọng Tiết Mông. Sau đó y phát hiện, không phải ảo giác của y, Tiết Mông thật sự có hơi không cam lòng, lúc chờ đồ ăn lên còn lải nhải. "Sư đệ nếu đệ tới Thục chung thì phải học ăn cay, không ăn cay thì không thân với người khác được đâu, có biết chưa? Ở xuyên có câu, không nói không được, ớt không thể không ăn." "Đúng rồi, đệ là người ở đâu?" Sở Vãn Ninh nói. "Lâm An." "Ồ," Tiết mông nghĩ nghĩ, cảm thấy vùng sông nước Giang Nam cũng chẳng quen thuộc, cắn đũa liếc mắt hỏi. Vậy ở quê bọn đẻ có ăn dột, dầu... có ăn đầu thỏ không? Sở Vãn Ninh còn chưa kịp trả lời, mặc nhiên bên cạnh đã cười tủm tỉm nói. Đương nhiên không ăn rồi. Tiết mông trừng mắt lườm hắn, sở Vãn Ninh cũng nhìn qua. Mặc nhiên gác một chân lên băng ghế, khuỷu tay kê trên gối, lưu loát xoay đũa trong tay. Thấy thế nghiêng đầu cười nói. Sao thế? Nhìn ta như thế, là không ăn đấy. Tiết mông quay đầu hỏi sở vãn ninh. Thật sự không ăn ư? Ừ. Tiết mông lại trừng mặc nhiên. Sao ngươi biết? Ngươi từng đi Lâm An à? Không đi. Mặc nhiên là mặt quỷ. Nhưng mà Hạ Huynh và Sư Tôn chúng ta là đồng hương. Ngươi cũng không biết. Sư Tôn không ăn đầu thỏ à? Y ở mạnh bà đường lúc lấy rau trộn. Không phải lấy đậu hủ trộn hành lá thì chính là lấy hoa quế đường ngó sen. Không tin lần sau ngươi để ý mà xem. Sở vãn ninh vô ngữ. À thật ra ta không để ý lắm Từ lần trước nhìn thấy bữa sáng của sư tôn Ta đã không dám nhìn mâm của người rồi Thật sự đáng sợ Tiết mông xoa xoa cằm chậm rãi lộ ra vẻ chán ghét Khẩu vị sư tôn thật sự khó mà nói nên lời Người biết không Người thế mà ăn tàu phớ mặn Sở vãn ninh lại vô ngữ Nói tiết mông thế mà quay đầu lại Nhìn về phía y lời thấm thía nói Tiểu sư đệ, đệ ngàn vạn lần đừng học theo Ngọc Hành trưởng lão. Sau này không có ai chịu ăn cơm với đệ đâu nhớ cho kỹ, đầu thỏ và ớt đều phải ăn. Ăn sáng, sáng ăn tàu phớ, ngàn vạn lần đừng đổ thêm nước tương. Còn cơm cuộn với tôm khô, mặc nhiên bổ sung nói. Đúng vậy, còn cơm cuộn với tôm khô. Tiết mông hiếm khi cùng chung kẻ địch với mặc nhiên, quả thực đúng là không thể chịu nổi. Sở vãn ninh nhìn hai tên ngốc này một cái, mặt vô biểu tình bảo. Ờ. Đồ ăn mang lên hết rất nhanh, mang lạnh tươi giòn, rau xanh màu bích, đậu hủ óng ánh, cá lát tươi ngon, thịt sơn dương thái mỏng như cánh ve, chỉnh tề xếp trên đĩa sư trắng, tô thịt nướng vàng giòn, hoa tiêu dài tỉ mỉ, một vỏ sữa đậu để bên bàn, bàn bị đè, bàn bị đè xuống kêu lên kẽo kẹt. Tình nghĩa ngàn vàng đều từ một đồng cơm mà thành, huống chi là canh cổ khí thế ngất trời. Ba lượng thịt dê béo thả vào nồi, một hai ngụm sữa đậu nành vào bụng, tuy tiết mông và bạc nhiên tình cảm nguội lạnh như vậy cũng không khỏi tạm thời hòa hoãn trong hơi nước mờ mịt. Tiết mông cầm đũa tìm trong nồi canh. Ấy ấy, óc ta mới cho xuống đâu rồi? Óc ngươi không phải trên cổ à? Mặc nhiên cười nói. Ta nói óc heo ấy. Mặc nhiên cắn đũa cười xấu xa. Đúng rồi, ta cũng nói óc heo mà. Đồ chó ngươi dám mắng ta. Ấy, óc ngươi nổi lên kìa, mau ăn, mau ăn đi. Tiết mông kích động, bị hắn treo chọc hét lớn. Ngươi bỏ cái móng chó của ngươi ra, đừng có cướp với ta, đây là óc của ta. Sở vãn Ninh ngồi trên băng ghế nhỏ, ôm một vại sứ sữa đậu, ngọt, vừa uống vừa th thong thong thả thả, vừa bình thản xem hai cái tên quỷ ấu trĩ này. Thật ra y thong thả ung dung không vội vàng là vì dù sao phần nửa bên kia đều là của y cả. Uống sữa đậu này xong, đứa nhỏ này chưa hết thèm mà liếm liếm môi. Mặc nhiên nhìn thấy, cười hỏi y. Tiểu sư đệ thích nó à? Sở vãn ninh tiêu hóa xưng hô tiểu sư đệ này một lát. Trong lòng yên lặng, tính khả năng làm sao để thoát khỏi cái xương hôn này. Phát hiện gần như bằng không, nên chỉ khô cản đáp. Ừ, cũng không tệ lắm. Nên mặc nhân quay đầu nói. Tiểu nhị, sữa đậu nành này cho sư đệ ta thêm một hũ nữa. Sở vãn ninh vì thế lại cảm thấy mỹ mãn uống hũ thứ hai. Trời sinh y thích ngọt, có điều lúc trước vì ăn nhiều điểm tâm quá nên bị sâu răng. Và làm tham lam làm tham lang trưởng lão tốn biết bao công sức mới chữa cho y được. Sau đó, Sở vãn ninh ngại mặt mũi mỗi lần đều không dám ăn nhiều. Lúc này biến thành dáng vẻ trẻ con thật ra là cách để ăn. Là cách để ăn điểm tâm ngọt. Mặc nhân chống má nhìn y nói. Khẩu vị đệ giống sư tôn ta ghê. Sở vãn ninh hơi nghẹn. Có điều trên mặt vẫn rất bình tĩnh, bất động thanh sắc nói. Sư huynh nói, Ngọc Hành trưởng lão. Đúng rồi. Mặc nhiên cười ngâm ngâm gật đầu, đẩy lòng bánh hấp tới tầm tay sở vãn ninh, thì nếm cái này xem, ta nghĩ đệ cũng sẽ thích đấy. Sở Vãn Ninh cầm bánh hấp trong lồng tre, cắn một miếng nhỏ, lớp da trắng nõn mất một miếng. Nhân đậu nóng hôi hổi, mềm mại, thơm ngọt bên trong lộ ra. Có ngon không? Sở Vãn Ninh lại cắn thêm một miếng nữa, lúc này mới gật đầu. Ừ một tiếng. Mặc nhiên cười nói, thế đệ ăn nhiều chút đi. Ba người vừa ăn vừa nói. Sở Vãn Ninh bỗng nhớ ra chuyện lúc nãy. Y ra vẻ không thèm để ý. Lúc ăn xong bánh hấp, y hỏi tiết mông. Thiếu chủ, Người nãy trên núi nói với ta, mỗi trưởng lão đều có biệt danh. Nếu toàn cơ trưởng lão, sư tôn của ta gọi là rách nát vương, vậy không biết biệt danh của Ngọc Hành trưởng lão là gì? Chúng ta sẽ cùng đón nghe phần tiếp theo cuốn tiểu thuyết Husky và sư tôn mèo trắng của hắn trên kênh audio kể chuyện đêm khuya. Chương 54 bổn tọa Giành điểm tâm ngọt Sư tôn, Biểu tình tiết mông nháy mắt nghiêm túc hơn hẳn. Chỉ có mình ngươi là không có biệt, chỉ có mình người là không có biệt danh. Toàn bộ tử sinh đỉnh, không ai dám lấy người ra đùa cợt. Vớ vẩn, đó chỉ là vì người ta biết ngươi thích sư tôn, không dám nói thật với ngươi thôi. Mặc nhiên trợn trắng mắt, kéo sở vãn ninh sang dùng tiếng không nhỏ tí nào nói nhỏ. Đệ đừng nghe nó, ta kể cho đệ nghe, toàn bộ tử sinh đỉnh nhiều biệt danh nhất chính là Ngọc Hành trưởng lão đấy. Ồ, thế à? Sở Vãn Ninh hơi nhướng mày, có vẻ rất hứng thú. Ví dụ xem. Ví dụ à, khách khí chút, gọi y là bạch vô thường. Sao lại gọi thế? Bởi vì suốt ngày mặc bạch y đấy. Còn gì nữa? Cải thi Vì sao? Bởi vì suốt ngày mặc bạch y đấy. Còn gì nữa? Đại man thầu. Vì sao? Bởi vì suốt ngày mặc bạch y đấy. Còn nữa không? Tiểu quả phụ. Sở Vãn Ninh đầu đầy dấu hỏi. Để biết vì sao không? Mặc nhiên hồn nhiên không nhận ra trong nháy mắt Sở Vãn Ninh vụt sát khí qua, còn ha ha cười ngây ngô. Bởi vì Y suốt ngày mặc bạch y đấy, nếu không phải Sở Vãn Ninh giỏi nhẫn nhịn, chỉ sợ đã không chịu nổi. Còn còn gì không? Ôi trời! Mặc nhiên nhìn sắc mặt Tiết Mông thấp giọng nói, ta nói nữa đường đệ nhà ta khéo đổ cả nồi lẩu lên đầu ta luôn mất. Tiết Mông lật bàn nghiến răng nghiến lợi nói, kỳ cục, ai cho phép họ đặt cho sư tôn như thế? cải thia đại mần thầu cái gì thế mà còn có cả tiểu quả phụ chán sống cả rồi à à mặc nhiên phì cười ngươi không vui rồi à ngươi còn chưa nghe các nữ đệ tử gọi sư tôn là gì đâu cực kỳ mắc ói tiết mông trợn mắt lớn các nàng gọi thế nào mặc nhiên lười biếng bảo còn thế nào được nữa nữ tử ấy à nói chuyện toàn văn thơ cái gì mà đạm nguyệt lê hoa dương xuân bạch tuyết lâm an sở lang hoa sen tây tử trời ạ à. Sở Vãn Ninh và Tiết Mông vô ngữ. Này còn đỡ, tính tình không tốt, lại còn không có tư sắc như tham lang trưởng lão, biệt danh còn khó nghe hơn nhiều. Tham lang trưởng lão là trưởng lão thứ 20, quan hệ với Sở Vãn Ninh xấu nhất. Sở Vãn Ninh hỏi, hắn gọi là gì? Do muối đông hoặc cải trong tuyết, tại đen. mặc nhiên nói, cười cười, manh manh, ngươi đừng làm vẻ mặt như thế, ngươi cũng có phần đấy. Tiết mông như nuốt phải trứng gà sống. Gì, ta cũng có đúng rồi mặc nhiên cười nói tiết mông làm như không thèm để ý hắn giọng hỏi các nàng gọi ta là gì bình bình nghĩa là gì nghĩa cái gì còn không phải dễ giải thích lắm à mặc nhiên run run vai nói ra ba chữ rốt cuộc không nhịn được vỗ bàn cười lớn khổng tước xòe đuôi đấy ha tiết mông nhảy dựng lên giận dữ nói mặc nhiên ta giết ngươi ba người ăn uống no đủ quay về từ sinh đỉnh. Đã là giờ sử, Sở Vãn Ninh từ chối hai tên đồ đệ ngốc định đưa mình về địa phận của toàn cơ trưởng lão, tạm biệt bọn họ, tiết mông cuối cùng còn hẹn ngày mai gặp y ở rừng trúc. Nhưng Sở Vãn Ninh không biết mình khôi phục dáng vẻ vốn có từ lúc nào, nên không biết mình sẽ khôi phục dáng vẻ vốn có lúc nào, nên cũng không dám đồng ý, chỉ có thể bảo rảnh sẽ đến. Chờ các đồ đệ đi xa, y mới dùng khinh công vọt lên, lướt trên mái ngói quay về hồng liên thủy tạ Sáng sớm hôm sau, sở vãn ninh rời giường, thấy mình vẫn là thân trẻ con, không khỏi bực mình. Y sụ mặt đứng trên băng ghế, trừng mắt nhìn người trong gương đồng nửa ngày, cũng chẳng có tâm trạng để trải đầu, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy không thể như vậy nữa, nên đi tìm tiết chính ung. Cái gì? Hôm qua ngay gặp mông nhi với nhân nhi à? Đúng vậy, ta bảo mình là môn đồ của toàn cơ, họ cũng không nghi ngờ. Sở vãn ninh nói, nếu tiết mông tới hỏi ngươi, nhớ tìm cách xử lý tạm giúp ta. Trước đừng nói chuyện này, ta đã tu luyện hơn 10 ngày vẫn không có chuyển biến tốt, còn như vậy nữa thì không được. Ta còn phải đến tìm thang, tham lang kháng. Tham lang kháng. Úi sời, Ngọc Hành của chúng ta ra mặt mỏng thế, hôm nay lại không sợ mất mặt à? Sở vãn ninh lạnh lùng nhìn ông, chẳng qua ánh mắt này gắn trên người trẻ con, không khỏi là yếu khí thế đi rất nhiều. Ngược lại có chút giống trẻ con đang giận lẫy. Ý khi nhỏ tinh xắn đáng yêu tiết trinh ung không nhịn được muốn chạm vào vươn tay xoa đầu sở vãn ninh sở vãn ninh bỗng nhiên nói tôn chủ chờ ta khôi phục thân thể phiền ngươi đi đặt may cho ta một bộ xiêm y của từ sinh định không cần màu trắng tiết trinh ung hoàn toàn ngây ngần cả người không phải ngươi không thích mặc giáp nhẹ thỉnh thoảng thay đổi sở vãn ninh đen mặt vứt lại một câu đi xa tham lang trưởng lão tuy không ưa sở vãn ninh nhưng ngại tôn chủ hắn cũng không thể không thu liễm mấy phần, nên ngoài miệng cũng không chào phúng sở vãn ninh, viết toàn bộ trong mắt. Sở vãn ninh nâng mi lên, mặt vô biểu tình nhìn tham lang trưởng lão. Ánh mắt đối phương tỏa sáng, trong đó như bắn pháo hoa. Với phu nhân trần bệnh thì chắc không sai đâu. Tham lang trưởng lão xem xong mạch tượng, buông tay sở vãn ninh ra. Sở vãn ninh lập tức rút tay về, rủ dễ áo. Thế sao 10 ngày không khôi phục? Tham lang nói. Tuy nhựa thông cổ thần mộc ít, hiệu quả lại mạnh. Người muốn khôi phục có lẽ cần một thời gian dài. Sở Vãn Ninh thuận miệng hỏi, cần bao lâu? Tham Lang nói, ta không rõ có điều khoảng chừng 10 năm. Sở Vãn Ninh mở to hai mắt. Tham Lang trưởng lão bảo, Tham Lang trưởng lão tuy cố nhìn nhưng con mắt vui sướng khi người gặp họa của hắn sắp tràn ra rồi. Đúng thế, ngươi ấy à, có lẽ cần 10 năm mới có thể khôi phục như xưa. Sở Vãn Ninh nhìn chằm chằm hắn một lát, lạnh lạnh nói. Ngươi lừa ta. Không dám, không dám. Ngài chính là Ngọc Hành trưởng lão mà. Tham Lang nói. Ta thấy, ngươi cũng không sao đâu, khá ổn. Còn không phải thân thể thu nhỏ thôi à. Tâm trí có chút trẻ con, nhưng cũng rất nhỏ. Huống chi pháp lực vẫn còn, vội vã khôi phục làm gì. Sắc mặt sở vãn ninh xanh mét, nhất thời không thể nói nên lời. Tham Lang nói. Có điều, mười năm này, cũng phải bảo ngươi lúc nào cũng là dáng lúc nào cũng là dáng vẻ trẻ con. Loại nhựa này xuyên suốt hòa với linh mạch ngươi. Nếu ngươi ba năm không thi triển bất cứ pháp thuật gì cũng có thể quay về lúc đầu. Cách này được đấy. Tiết Trinh ung mắt sáng ngời tựa như thấy ánh dạng đông. Nào ngờ tham lang lại khẽ cười. Tôn chủ hà tất phải sốt ruột như thế ta còn chưa nói hết lời. Ngọc Hành trưởng lão khôi phục nguyên trạng rồi vẫn không thể dùng nhiều pháp thuật. Một khi hao tổn nhiều linh lực sẽ lại bị độc phát tác biến thành trẻ con thôi. Nhiều, Thế nào là nhiều? Tiết chính ung kêu lên. Cái này à, nhỡ cây thông đã lăn rộng khắp thân thể y. Tham lang nói, một ngày nhiều nhất, hai chiêu. Giọng sở vãn ninh lạnh lùng cứng như sắt nói. Kết giới quỷ giới thường bị nứt, rèn luyện linh khí cơ giáp cũng cần pháp thuật. Nếu ta một ngày nhiều nhất hai chiêu, chẳng phải thành phế nhân à? Ta đây cũng hết cách rồi. Tham lang trưởng lão âm dương quái khí nói. Dù sao nhân gian mất đi một bác bậu, dù sao nhân gian mất đi một bắt đầu tiên tôn, Thái Dương ngày mai cũng không nhất định không thể lo. Tiết chính ung bên cạnh nôn nóng. Tham lang ngươi đừng nói đùa nữa. Toàn bộ tu chân giới, y thuật ngươi số 1, số 2, ngươi mau nghĩ cách đi. dáng vẻ này của, của Ngọc Hành tuy pháp lực không ảnh hưởng, nhưng dù sao cũng là thân thể một đứa trẻ. Thân thủ nhất định không bằng xưa. Hơn nữa, chuyện y bị thương ở Kim Thành Trì, để các môn phái khác biết không chừng sẽ sinh ra y đầu xấu mất. Mười năm quá lâu, Ngươi xem có thuốc gì không? Có thể. Tham lang trưởng lão cười nhạo cắt ngang ông. Tôn chủ, bắt đầu tiên tôn nhiễm nhựa thần mộc cổ cũng không phải độc vớ vẩn bình thường. Ngươi cảm thấy ta trong giây lát có thể nghĩ ra cách. Được rồi, ta phải luyện đan. Tham lang chậm, chậm gì gì nói. Hai vị về đi. Tiết chính ông nói. Tham lang, ông còn muốn nói gì đó. Sở vãn ninh đã kéo vạt áo ông, nói. Tôn chủ, đi thôi hai người ra đến trước cửa giọng tham lang lại bỗng nhiên truyền tới sở vãn ninh nếu ngươi đồng ý khiêm tốn cầu xin ta không khéo ta sẽ chịu giúp ngươi chế thuốc đấy tuy nói tình huống của ngươi ta chưa từng gặp nhưng cũng chưa chắc không thể làm gì ngươi nghĩ thử xem sở vãn ninh quay đầu lại nói ngươi muốn thế nào mới cho là khiêm tốn tham lang dựa vào bên giường lời nhác gác chân lên trên ghế cây nghe vậy khẽ nâng mi ý trào phúng chớp động trong mắt người khác, lúc cùng đường đều dập đầu cầu xin, ngươi với ta là đồng liêu khỏi cần dập đầu, ngươi quỳ xuống, nói với ta hai câu dễ nghe, ta liền giúp ngươi. Sở Vãn Ninh không hé răng, lãnh đạm nhìn hắn, một lát sau mới nói, do mối đông, ta thấy ngươi chưa tỉnh ngủ. Nói xong, phất tay áo rời đi, để lại một mình tham lang phát ngốc tại chỗ, nửa ngày không nghĩ ra ý tứ của do mối đông là gì. Ngày tháng dần trôi, Ngọc Hành trưởng lão nói với bên ngoài là đang bế quan. Kỳ thật là kẹt trong thân thể trẻ con không thoát ra được. Chuyện này chỉ có tiết chính ung, vương phu nhân tham lang trưởng lão biết. Sau, lộ thêm một người, toàn cơ trưởng lão nghe chuyện này cũng kinh hãi. Chớp mắt ngày tháng vội trôi qua, Hồng Liên thủy tạ đóng cửa từ chối tiếp khách đã lâu. Nhóm tiết mông không khỏi lo lắng. Sự tồn bế quan hơn 70 ngày rồi sao còn chưa ra. Có thể linh lực sắp tinh tiệt. Sư muội uống ngụm trà trả linh sơn, dương mắt nhìn mây đen răng đầy không chút ngoài cửa sổ. Tuyết sắp rơi rồi, sẽ mau rét thôi, không biết sư tôn có xuất quan trước khi trừ tịch không? Mặc nhiên lười biếng lật kiếm phổ, nghe vậy nói, có lẽ không ra kịp, mấy ngày trước, y có dùng hải đường truyền âm cho chúng ta, không phải, nó sẽ mất nhiều thời gian ư, ta thấy rất khó. Hôm nay là ngày nghỉ của tử sinh đỉnh, chúng đệ tử không cần tu hành, ba người mặc nhiên tụ lại với nhau pha trà nấu rượu màn trúc trong lâu tiểu đình viện cuốn lên một nửa rèm nàng che xuống bên dưới hơi nước mênh mang gần đây theo bọn họ cùng quẩy có thêm một tiểu đệ tử của toàn cơ trưởng lão hạ tư nghịch y từ ngày kết bạn với tiết mông tiết mông cứ cách mấy bữa lại kéo y đi tu luyện chơi đùa càng lúc càng như hình với bóng bên họ vốn ba đầu đệ của ngọc hành trưởng lão chợt có thêm một đứa nhỏ giờ phút này sở vãn ninh giả thành hạ tư nghịch đang ngồi trước bàn ăn điểm tâm dáng vẻ ăn của y tuy văn nhã nhưng tốc độ ăn không chậm chút nào. Tiết mông vô tình liếc thấy, sừng sốt một lát, ánh mắt lạnh đặt xuống bàn, ngạc nhiên nói. oa tiểu sư đệ, sức ăn này của đệ, ai di truyền cho đệ thế? Sở vãn ninh thông thả ung dung nhai bánh hoa quế. Ăn bánh hoa quế ngon quá, y căn bản không buồn để ý tiết mông, cũng coi ăn chanh với y đâu. Tay bạc nhiên và tay sở vãn ninh đồng thời đặt lên một chiếc bánh liên hoa. Hai người bỗng dương mắt, Ánh mắt chạm nhau bắn lửa. Sở vãn ninh, buông tay. Mạc nhiên, ta không buông. Buông ra, để ăn tám cái rồi cái này của ta. Cái khác cho huynh được, liên hoa tô không được. Mạc nhiên trừng mắt nhìn tiểu gia hỏa này chốc lát, ra sát chiêu. Sư đệ, để ăn nhiều đồ ngọt quá sẽ bị sâu răng. Ta, sở vãn ninh rất bình tĩnh. Ta sáu tuổi, không mất mặt. Mạc nhiên vô ngữ, bốp một tiếng, tiết mông tát bạn cậu, oán giận gào lên. Mạc Vi Vũ ngây thật đáng ghét, người lớn thế này rồi còn tranh ăn với sư đệ. Mạc Nhiên úi ra che đầu lại, sở vãn ninh đã mặt vô biểu tình, nhanh tay lẹ mắt lấy liên hoa tô, cảm thấy mỹ mãn cắn một miếng nhỏ. Sư đệ! Sở vãn ninh không để ý tới hắn, hết sức chú tâm ăn điểm tâm ngọt. Bốn người ồn ào, đột nhiên, một tiếng kêu sách bén xuyên qua vòm trời, quanh quẩn trong toàn bộ tử sinh đỉnh. Sắc mặt sở vãn ninh trầm xuống. Còi tập trung, Tiết mông nâng mảnh thò ra. Cửa sổ xem, bên ngoài các đệ tử cũng đồng loạt dừng chân nhìn quanh, đều lộ ra thần sắc ngoài ý muốn. Còi tập trung vang lên, đệ tử tử sinh đỉnh đều phải tập trung ngoài quảng trường đan tâm điện. Nó cũng có nghĩa là có chuyện gấp. Tiếng còi mới vang lên, loại còi này trước khi sở vãn ninh gia nhập môn phái, thường thổi khi kết giới quỷ giới bị tổn hại. Có điều sau khi sở vãn ninh gia nhập, còi chạm canh gác đã không còn vang lên nữa. Sư muội đặt quyển sách trong tay xuống, đứng dậy tới bên Tiết Mông. Thật kỳ quái, có chuyện gì mà gấp thế? Không biết, mà kệ đi, đi xem rồi hãng nói. Chỉ có mặc nhiên không nói gì, hắn mím môi, lông mi rủ xuống, che khuất một tiêm mắt tự nhiên trong ánh mắt. Hắn biết ý nghĩa của tiếng còi, việc này chỉ xuất hiện một lần trong trí nhớ hắn. Hắn không ngờ nó sẽ nhanh tới vậy. Bốn người vào tử sinh đỉnh, chúng đệ tử cũng lục tục tới. Rất nhanh, quảng trường đan tâm đã đông đủ đệ tử và trưởng lão. Chờ một người. Chờ mọi người tới đủ. Tiết Trinh Ung từ đại môn đan tâm địa, đóng chặt bước ra. Đứng trước đài ngọc lan, dưới là tầng tầng bậc đá xanh. Theo sau ông, còn có sáu nữ đệ tử liên, sáu nữ đệ tử tiên lệ. Sáu nữ đệ tử kia, hoặc cười hoặc lạnh lùng, đều cực kỳ xinh đẹp. Các nàng đứng đón gió, thời tiết lạnh lẽo chỉ mặc một tầng lụa mỏng, liếc mắt nhìn qua đều là váy đỏ như mây, mắt như lửa lớn, lụa trắng tung bay giữa mày có điểm một vết hình ngọn lửa. Tiết mông nhất thời kinh sợ. Không chỉ cậu, gần như mỗi người ở đây thấy sáu nữ đệ tử này đều thay đổi về mặt nhanh chóng. Tiết mông sừng sốt hồi lâu, mới run giọng lầm bẩm nói. Vũ dân tiên sử, các nàng, các nàng tới từ chu tước tiên cảnh. Chúng ta sẽ cùng đón nghe phần tiếp theo cuốn tiểu thuyết Husky và Sư Tôn Mèo Trắng của hắn trên kênh audio kể chuyện đêm khuya. Chương 55: Bồn tỏa bất an. Chu Tước tiên cảnh tuy rằng là tiên cảnh nhưng mọi thứ bên trong nơi đó đều không phải thần tiên mà là một loại bán yêu nửa tiên, dị nhân huyết thống hỗn tạp. Bọn họ là thứ giống với tiên nhân nhất trên tu chân giới được gọi là Vũ dân. Nhiều thế hệ Vũ dân luôn ở trong mê trận cửu hoa sơn, có chốn đào nguyên của chính mình, rất hiếm khi nhúng tay vào chuyện nhân gian. Nhưng trong cơ thể không có đầy đủ huyết thống tiên nhân, vẫn có một nửa cốt nhục phàm tục nên cũng không thể siêu thoát hoàn toàn. Thường xuất hiện khi trật tự tu chân giới bị dung chuyển, nguy cơ ập tới mới đến. Dùng linh lực cường đại giúp phản nhân vượt qua cửa ải khó khăn. Mặc nhiên nhớ kiếp trước khi loạn tới nghiêng trời lệch thất, vũ dân đã từng xuất hiện nhưng thực lực của họ không thể tu luyện cấm thật hoàn hảo, không kẽ hở như đế tôn nhân giới được. Cuối cùng tất cả vũ dân đều bị mặc nhiên đuổi cùng giết tuyệt. Hắn dẫm lên máu thanh hắn dẫm lên máu tanh hôi, dẫm lên lông vũ, rụng đầy đất. Một ngọn lửa tiên cảnh chu tước đã bị phá hủy. Đó thực sự là một đoạn ký ức điên cuồng, thậm chí xong việc, mặc nhân nhớ lại cũng chảy đầy mồ hôi lạnh, ngực ướt đẫm. Chỉ cảm thấy ngay lúc đó, mình như bị quỷ ám, tàn khốc cực kỳ. Có điều trước mắt, hắn đương nhiên còn chưa giao thủ thực lực. Còn chưa giao thủ thực lực của ngũ dân. Trên thực tế, với ưu thế chủng tộc, đại đa số linh lực người tu tiên đều dưới vũ dân. Toàn bộ tử sinh đỉnh có thể so chiêu với họ, trước mắt có lẽ chỉ có vài vị trưởng lão xuất sắc kia. Tiết mông vô ý thấy khuôn mặt của Mạc Nhiên hoảng sợ. Người sao đấy? Sao sắc mặt tái nhợt thế? Không có gì. Mạc Nhiên hạ thấp mi, thấp giọng nói. Lúc nãy chạy đến nóng vội quá. Vũ dân lâm thế, đúng là mở màn bi kịch của sư mười kiếp trước. Mạc Nhiên nuốt trái tim vọt lên cổ họng xuống. Hắn vốn tưởng rằng mọi chuyện qua một thời gian mới có thể xảy ra. Sau đời này nhiều thứ diễn ra lại không còn giống như xưa nữa. Từ sinh đỉnh vào đông, ánh tà dương yếu ớt chiếu nơi vòm trời, từ từ chiếu ra một tầng ánh sáng nhàn nhạt, nhạt, chết lặng. Mặc nhiên đứng dãy mặt trời không khỏi kéo tay sư muội lại. Sư muội ngạc nhiên. Sao thế? Mặc nhiên không nói gì, lắc đầu. Giọng tiết chính ung vang lên. Lời ông nói cũng không khác gì kiếp trước lắm. Hôm nay triệu tập chư vị tới trước đan tâm điện Chỉ vì sau 80 năm Vũ dân tiên sử lại lâm thế lần hai Giống như 80 năm trước Tiên sử rời khỏi chốn đảo nguyên Tới nhân gian là vì nhân gian gặp nguy nan Đặc biệt giúp đỡ Ông dừng một chút Quay đầu chậm rãi nhìn quay môn đồ đen nghịt phía trước Chư vị cũng biết Kết giới quỷ giới là do thần phục hy lập nên Nhưng đã qua trăm vạn năm Kết giới dần suy yếu Cứ cách mỗi mấy chục năm kết giới lại tổn hại một lần nhưng mấy năm gần đây sức mạnh của kết giới quỷ giới ngày càng suy yếu cho dù chư vị có cố giúp đỡ tiết mông nhỏ giọng hừ bảo chà đúng là hồ ngôn loạn ngữ rõ ràng chỉ có mỗi một mình sư tôn giúp đỡ thôi cho dù chư vị cố gắng giúp đỡ nhưng lỗ hồng quỷ giới ngày càng lớn sẽ có lúc giống mấy chục năm trước hoàn toàn vỡ nát đến lúc đó vạn linh hạ xuống trăm quỷ tập thế sẽ đánh vỡ giới hạn giữa nhân giới và quỷ giới phàm nhân lại chịu đủ khó khăn. Vì để tránh thảm kịch như vậy, vũ dân tiên sử sẽ chọn những người có linh lực thiên phú thích hợp nhất tới chốn đảo nguyên phong bế tu luyện. Lời vừa nói ra, mọi người ồ lên. Vũ dân muốn chọn người tới chốn đảo nguyên tiên cảnh tu luyện. Các đệ tử đều đồng loạt, trùng trùng điệp điệp hương phấn. Cho dù thiên phú thế nào, cũng có nhiều hoặc ít chờ mong âm thầm. Duy chỉ có mặc nhiên không hề vui mừng, đôi lông mày còn ẩn lộ một tầng sầu lo. Hắn bình thường giỏi giả vờ, làm người khác không biết thật giả, nhưng mà giờ khắc này lại không che xấu được cảm xúc trong lòng. Một chuyện này, chuyện liên quan tới sống chết của sư muội. Năm đó, sư muội cũng được vũ dân chọn đi tới chốn đào nguyên tu hành. Không lâu sau đó y trở về, lỗ hồng quỷ giới lại loạn một trận lớn. Rất nhiều vong linh bỏ ra từ địa ngục tới nhân gian. Trong kiếp nạn lớn ấy, sư muội kể vai chiến đấu cùng sở văn ninh. Họ đứng bên đầu trận tuyến, nắm tay tu bổ vết nứt lớn nhất kia nhưng mà sức lực sư muội trung quy không thể so sánh với sở vãn ninh số lệ quỷ nhiều vô kẻ thấy cửa dương giới sắp đóng lại cùng chung kẻ địch ập tới đánh sư muội thiên quân vạn mã hóa thành sát khí thông thiên triệt địa nháy mắt cố hết sức đâm thủng kết giới sư muội tu bổ tà sát chu tâm vong hồn xuyên phách sở vãn ninh không đưa tay đỡ lại không chút ngăn cản y trong lúc sư muội ngã từ đỉnh trụ xuống lựa chọn dùng hết toàn bộ pháp thuật đem kết giới sư muội chưa kịp tu bổ dùng sức một người đóng lại tất cả. Ngày đó, tuyết rơi ngập trời, sư muội ngã từ đài cao xuống tựa như một mảnh nhỏ không chút đáng chú ý trong suốt trong vô vạn thư. Tuyết bay đầy trời không điểm cuối không gì ngăn cản. Vì thế, có ai để ý một đóa hoa băng sáu cánh sắp tan, tựa như phàm nhân nhiều vô cùng, từ sống đến chết mấy chục năm, Chờ người thân ra, có ai để ý cái chết của một người bình thường. Trong tuyết lớn khói lửa, Mặc nhiên ôm sư muội hơi thở thoi thóp, quỳ gối cầu xin sở vãn ninh nhìn sư muội một cái, cứu lấy sư muội. Nhưng mà sở vãn ninh cuối cùng vẫn xoay người, lựa chọn đi về cánh đồng tuyết trắng, lựa chọn hoàn thành đại nghĩa chúng sinh của y. Vì thế tình si độ, tình sư đồ một sớm đã mất, thật quá nực cười. Thứ sở vãn ninh thích, thứ để ý, thứ theo đuổi đều nực cười như vậy. Ví dụ như sở vãn ninh, y thích nghe vũ thường hà, thơ đỗ công bộ với trận pháp nghiêm túc tới kinh sợ. Ví dụ như sở vãn ninh sẽ để ý cây cò mùa xuân sống lại, mùa thu ve chết, sẽ để ý ở đâu lại có khói thuốc súng nổi lên, nơi nào thứ dân không thể sống. Lại ví như sở vãn ninh luôn dạy bọn họ có đạo giả lấy chúng sinh làm đầu mình ở cuối. Nhưng mặc nhiên nghĩ, chúng sinh cút con mẹ nó đi. Những kẻ đó hắn không biết, không để bụng, sống hay chết, với hắn có là cái thá gì. Sở vãn ninh trong mưa có thể cảm nhận được những hoang hồn còn lẩm bẩm không nơi để về. Cỏ cây rơi nước mắt lục đục như lưu dân. Rơi nước mắt đục như lưu dân. Mặc nhiên hắn lại chẳng cảm nhận được. Mưa của hắn chỉ là mưa bình thường. Cỏ cây cũng chỉ là cỏ cây tầm thường. Thương sinh chỉ là hai chữ viết trên giấy. Ai con mẹ nó buồn để ý. Cho nên hắn nghĩ sở vãn ninh dối trá, đê tiện, miệng đầy đạo đức nhân nghĩa. Tựa như trong lòng mang thiên hạ nhưng mà y lại lòng dạ hẹp hòi cực điểm, đến vị trí cho đồ đệ mình cũng buồn xỉn không cho. Sau đó hắn lại từng ép hỏi sở vãn ninh, hỏi y ngươi có đau lòng không, Ngươi có bất an không, Ngươi nói lấy chúng sinh làm đầu mình ở cuối, nhưng người vẫn còn sống tốt, người khiến sư muội nghe theo ngươi nói để đi tìm chết, là ngươi hại chết huynh ấy, ngươi là đồ ngụy quân tử, ngươi là đồ lừa đảo, ngươi còn có tim. Khi sư muội ngã từ trên đài cao xuống, vì ấy đang gọi ngươi đấy, người ấy đang gọi sư tôn, người có nghe thấy không? Người có nghe thấy không? Vì sao người không cứu huynh ấy? Vì sao người không cứu huynh ấy? Sở vãn ninh tìm người làm bằng đá. Người xưa nay đều chưa từng để ý tới bọn ta. Người không để bụng, người không để bụng. Chuyện sau đó chính là như vậy. Sở vãn ninh ở tu chân giới đều được yêu kính tôn làm vua không ngai. Không một ai để ý tới kẻ đã chết. thì cốt sư muội tựa như một bậc thang không đáng nhắc tới. Bị người thắng dẫm dưới chân. Y dùng một đồ đệ không đủ thiên chất đổi lại thiên hạ thái bình cái gì gọi là thiên hạ thái bình không có ai nói rằng y sai chỉ có mặc nhiên thấy mũ miệng trên đầu y huy hoàng như thế là đúc thành từ xương người chết sư muội chết để mang thành tựu cho y hận đến tận tim gan này tiểu tiên quân này bỗng nhiên có một bàn tay ôn nhu chạm lên trán hắn mặc nhiên đột nhiên giật mình thoát khỏi hồi ức u ám bỗng mở to mắt Trước mặt là một khuôn mặt diễm lệ như hoa sen, trắng nõn, tươi sáng như ngân hà. Một vị vũ dân tiên sử, không biết đến trước mặt hắn từ khi nào, mỉm cười với hắn. Cơ hội tốt như thế, sao tiểu tiên quân lại thất thần rồi? À, tiên tử tỷ tỷ đừng trách. Mặc nhiên sợ người khác nhận ra khác thường, miễn cưỡng sốc lại tinh thần, cười nói với vũ dân tiên sử. Ta là người thích nghĩ vớ vẩn, thấy nhóm tỷ tỷ tới trong lòng ngóng trông có thể được chọn, cũng muốn được nhìn xem, dáng vẻ của chốn đào nguyên tiên cảnh thế nào không khỏi đám chìm, thật lễ thật lễ. Hóa ra trong lúc mặc nhân thất thần nhớ lại, vũ dân đã bắt đầu chọn người thích hợp. hắn tốn công không gỡ được khúc mắc kiếp trước kiếp này, lại dây dưa đầy bụng, động tĩnh xung quanh cũng chẳng cảm thấy. vũ dân tiên sử xinh đẹp kia lại cười nhưng mà vừa mở miệng lại là câu nói khiến mặc nhân không thể nào ngờ tới. Ta thấy ngươi linh lực thuần triệt, tu vi và tư chất hiếm có. Nếu ngươi muốn tới chốn đào nguyên, thì theo ta đi. Mạc nhiên vô ngữ, mạc nhiên đầu đầy dấu chấm than. Tới chốn đảo nguyên, kiếp trước rõ ràng chỉ có hai người, sư muội và sở vãn ninh được chọn. Sao lại thế này? Hắn giật mình lộ ra ngoài, đơn giản là lọt vào mắt xanh của vũ dân, chính là chuyện đáng kinh ngạc. Nên người xung quanh cũng không thấy kỳ quái, chỉ dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hắn. Mặc nhiên được vũ dân đưa lên đan tâm điện. Sau chuyện lạ bắt đầu, tim hắn đập kịch liệt dần dần bình ổn lại trong mắt đã toát lên một tia vui mừng như điên không ai nhìn thấy. Một đời này quả nhiên có chút chuyện thay đổi rồi. Tuy rằng giờ phút này hắn không biết thay đổi đến tột cùng là phúc hay họa. Vì sao lại đổi? Nhưng ít ra hắn có thể tới chốn đảo nguyên. Chỉ cần hắn đi theo vũ dân tu luyện thuật pháp đến khi có trọng trách tu bổ kết giới chưa chắc đã đặt lên người sư muội Hắn là kẻ thâu cạch, sống hai đời cũng không biết cái gì là chúng sinh làm đầu mình ở cuối nhưng sư muội là người đối xử với hắn tốt nhất trên thế giới. Có người trước mặt này cái gì cũng không còn quan trọng nữa. Bao gồm cả lớp da này của mình, nửa phần lũ hồn. Chỉ cần sư muội còn sống, hắn chẳng cần gì nữa. Nhưng mà chờ vũ dân chọn xong tất cả mọi người tụ tập trước đan tâm điện, mặc nhiên lại phát hiện đội hình lần này khác hoàn toàn kiếp trước. Sư muội vẫn là người được chọn, có điều bởi vì đang bế quan tu hành, sở vãn ninh vắng cuộc tuyển chọn, nên cuối cùng người được chọn không có y, thay thế là tiểu đệ tử hạ tư nghịch của toàn cơ trưởng lão. Càng là mặc nhân kinh ngạc chính là tiết bông thế mà cũng được mời tới chốn đảo nguyên. Theo nguyên văn của tiên sử là, trên người ngươi hình như có dư uy của bội kiếm thượng thần câu trần, có chút thú vị. Tiếng chuông mờ mịt cách đó không xa vang lên ở thông thiên thác, hùng hồn xa xôi, quanh quẩn khắp từ sinh đỉnh, từ sinh đỉnh hạ tu giới. Chọn bốn tiên quân là Tiết Tử Minh, Mặc Vi Vũ, Sư Minh Tịnh, Hạ Tư Nghịch. Vũ dân tiên sử đứng đầu sau khi bàn với Tiết Chính Ung thả một con ưng truyền âm. Nàng nâng tay để con chim lông vũ sáng rực đậu trên tay, cao giọng tiếp tục nói. Hôm nay thấy bốn người, thiên tư phù hợp, bản tính thuần lương là nhân tài mới, đặc biệt báo cáo tới Thượng Tiên. Dứt lời chim ưng bay đi, chim ưng kia nhớ rõ lời nói. Vỗ cánh chim rất rộng, rất nhanh đã biến mất trong trời cao mênh mang. Tới chốn đảo nguyên tu luyện tiên thuật, so với cầu mong thần võ còn khó gặp hơn. Không ai lại cự tuyệt cả. Lại bởi vì tu luyện tiên thuật là vì chống lại hỗn loạn kết giới quỷ giới. Đây là trách nhiệm của người tu tiên, càng không có ai có thể cự tuyệt. Thời gian tu hành ngắn thì mấy tháng, lâu thì ba bốn năm không thể biết trước. Vũ dân thật ra không phải bất cận nhân tình, thấy sắp tới cuối năm cố ý để họ ở lại trải qua trừ tịch, sau đó dẫn họ tới chốn đảo nguyên cửu hoa sơn. Mạc nhiên nghĩ tới không lâu sau đó có thể cùng tới chốn đảo nguyên tu luyện với sư muội không khỏi vui sướng trong lòng nhưng loại vui sướng này chẳng kéo dài được bao lâu đã chậm rãi biến mất hắn mới đầu cũng không rõ là vì sao cho tới tận một ngày đi tới phía nam tử sinh đỉnh, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua kết giới nghiêm ngặt ở hồng liên thủy tạ bước chân Mạc nhiên dần chậm lại cuối cùng dừng hẳn ngừng tại chỗ ngửa đầu nhìn mây khói mênh mông ở núi xa sở vạn ninh bế quan đã hơn 3 tháng một đời này cừu hận với người này hình như đã dần dần nhạt đi. Cho dù nhắc đi nhắc lại cho mình, không được quên sắc mặt sở bản ninh khi vứt bỏ hắn và sư muội, Nhưng đôi khi vẫn không nhịn được chắc ẩn, tâm loạn như ma. Hạ tư nghịch đi cùng hắn, lúc này thấy thần sắc mặc nhiên khác lạ, lại thấy hắn nhìn chằm chằm phía nam xuất thần, trong lòng khẽ động hỏi. Sao vậy? Tiểu sư đệ, để nói xem trước khi chúng ta đi, y có ra ngoài không? Y? À, Mạc nhiên sừng sốt một chút, lấy lại tinh thần, cười cười với sở vãn ninh. Thời gian ở chung này, hắn cảm thấy tiểu sư đệ rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện, cũng cực kỳ thích. Ta nói sư tôn ta ấy chính là Ngọc Hành trưởng lão. Sở vãn ninh, ra thế. Mặc nhiên thờ dài lầm bẩm nói, trước kia y chưa từng bế quan lâu như vậy, chẳng lẽ ở Kim Thành Trì thật sự bị trọng thương? Đây là lâu nay, lần đầu tiên hắn chủ động nhắc tới sư tôn mình. Sở Vãn Ninh biết rõ là không có khả năng, lại vẫn không nhịn được hỏi. Huynh thật sự có chút nhớ y rồi sao? Chúng ta sẽ cùng đón nghe phần tiếp theo cuốn tiểu thuyết Husky và Sư Tôn Mèo Trắng của hắn trên kênh audio kể chuyện đêm khuya. Chương 56 Bồn tọa làm sùi cảo Mặc nhân nhận được câu hỏi như vậy, thần sắc lại có hơi ngơ ngẩn. Ta nhớ y ư? Cho dù ân oán kiếp trước khác sâu không thể giải thích qua loa, nhưng mà đời này sở vãn ninh cũng chưa làm gì có lỗi với hắn, ngược lại còn bảo vệ nhiều lần trong nghịch cảnh. Mình thì lại nhận lấy một thân bệnh tật. Hắn sau một lúc lâu mới chậm rãi nói, Ừ, y bị thương mấy lần, toàn là vì ta cả. Sở vãn ninh nghe hắn nói như vậy, trong lòng hơi ấm áp, vừa định nói với mặc nhiên gì đó lại nghe nửa câu sau của hắn. Ân tình này quá nặng, ta chỉ mong có thể giúp y mau khỏe lại, không muốn nợ y quá nhiều ấm áp trong lòng kia chợt như đã chết, vẫn không nhúc nhích, đông lại thành băng. Sở vãn ninh cứng đờ một lát mới cảm thấy mình thật quá nực cười. Mạc nhân đã nói, cũng chỉ là tình sư đồ mà thôi, là chính y có chút hy vọng đắp mụ cả đầu áp mà chạy về ngọn lửa, cuối cùng cháy thành cho cũng chẳng thể trách ai. Sở vãn ninh cười cười, nhưng nụ cười kia cực kỳ khó coi, chạm vào mũi cho. Huynh cũng đừng nghĩ nhiều, nếu Huynh là đồ đệ của y, còn nợ còn nợ với không nợ cái gì, hết thảy đều là y cam tâm tình nguyện. Mặc nhân liếc mắt sang nhìn y, đệ đấy, tuổi còn nhỏ cứ sụ mặt bắt trước người lớn nói chuyện làm gì. Nói xong lại cười ngâm ngâm xoa đầu y. Sở vãn ninh bị hắn xoa xoa lúc đầu còn cười, sau đó hốc mắt chậm rãi đỏ bừng ướt nước. Y nhìn khuôn mặt người trẻ tuổi sáng lạng trước mặt, nhẹ giọng nói. Mặc nhiên, ta không muốn chơi với Huynh. Huynh buông tay ra, đầu óc mặc nhiên quá đơn giản, không hề cảm thấy vẻ mặt khác thường của y. Huống chi ngày nào cũng cười đùa với Hạ Tư Nghịch, nên hắn vẫn cứ như treo trẻ con, nhéo nhéo gương mặt mềm mềm của sở vãn ninh. Kéo khóe miệng y ra, làm thành gương mặt quỷ buồn cười. Tiểu đệ, sao lại giận rồi? Sở vãn ninh nhìn đứa nhỏ trong ánh mắt đối phương, bị đùa nghịch làm thành nụ cười xấu như vậy, như con quái vật đáng thương lại nực cười. Buông tay, hắn vẫn không cảm thấy, vẫn treo chọc y như thường. Được rồi, được rồi, đừng giận. Sau này đệ không được bắt chước người lớn nói chuyện nữa được không? Đến đây làm hòa, gọi sư ca đi. Huynh buông ra. Ngoan nào, gọi một tiếng sư ca. Lát nữa mua bánh hoa quế cho đệ ăn. Sở vã ninh nhắm mắt lại. Lông mi run nhẹ nhẹ, giọng rốt của có hơi khàn khả. Mặc nhiên, ta không nói đùa. Ta thật sự không muốn chơi với huynh. Huynh buông tay ra. Huynh buông tay, được không? Y nhăn mi nhỏ dài, vì nhắm mắt nên nước mắt không rơi, nhưng cổ họng đã nghẹn ngào. Mặc nhiên, ta đau Quá đau Trong lòng chứa một người Y thật sự cẩn thận giấu sâu trong đáy lòng Không thích mình cũng được Chỉ có thể yên lặng nhung nhớ Che chở người kia không chiếm được cũng thế Như nào cũng ổn thôi Nhưng người kia dâng hết toàn bộ Dịu dàng cho người khác Để lại cho Y một thân một mình Y che chở hắn trong lòng Người kia vừa động ngực đã chảy đầy máu Từng ngày, từng ngày Vết thương cũ chưa lành đã có vết thương mới Vì thế Y biết cho dù cầu không được chỉ cần một ngày trong lòng vẫn có người này sẽ đau một ngày y không biết mình có thể chống đỡ lại nỗi đau này bao lâu không biết khi nào mình sẽ sụp đổ mặc nhiên rốt cuộc cảm thấy không đúng có chút lo sợ không yên buông lòng tay vuốt ve gương mặt hơi đỏ lên của y luống cuống tay chân không biết làm gì mới tốt sở vãn ninh bỗng nhiên cảm thấy kỳ thật thu nhỏ cũng tốt dù sao cũng có thể không cố kỳ kêu một câu đau bày một tấc mềm mại dù sao cũng có thể khiến hắn quan tâm mà liếc nhìn mình một cái. Đó là thứ y đã từng mơ cũng không dám mơ tới. Chỉ chớp mắt đã tới trừ tịch, đây là thời khắc náo nhiệt nhàn nhã nhất trong một năm ở tử sinh đỉnh. Chúng đệ tử dán bùa đỏ, quét tuyết đọng sư phó ở mạnh bà đường cũng bận rộn tới tận chiều, chuẩn bị đón một ngày cuối năm bằng bữa tiệc thịnh soạn. Các trường lão đều dùng thuật pháp, mình am hiểu nhất, gia tăng niềm vui. Ví dụ như Tham lang trưởng lão biến hồ nước sau núi thành rượu ngon. Toàn cơ trưởng lão thả ba nghìn con chuột lửa được thuần dưỡng để chúng nó nhanh, canh giữ các nơi trong môn phái, giúp mọi người giữ ấm xua lạnh. Lộc tồn trưởng lão hắn thi chú lên người tuyết để chúng nó chạy khắp núi, gặp ai cũng hô, tân xuân vui vẻ. Mọi người không trông mong gì vào Ngọc Hành trưởng lão có thể làm gì. Trên thực tế, Ngọc Hành vẫn đang bế quan. Lâu dài tới tận giờ, căn bản chưa từng xuất hiện trước mặt mọi người chỉ có mỗi tiết mông đứng bên cửa sổ nhìn bầu trời không biết đã bay đầy cánh hoa hải đường từ lúc nào như suy tư gì đó nói qua hôm nay chúng ta phải đi rồi xem ra vẫn không có duyên gặp mặt người không biết giờ này sư tôn đang làm gì nhỉ? khẳng định là đang tu hành rồi bạc nhân cắn một miếng táo mơ hồ không rõ nói lại nói tiếp tối nay tất cả trưởng lão đều phải biểu diễn một tiết mục thật đáng tiếc nếu như sư tôn ở đây y cũng sẽ đến chứ không biết y sẽ biểu diễn cái gì dứt lời tự mình cười chứ chắc là diễn nổi giận là thế nào nhỉ tiết mông trường hắn sao không diễn đánh chết mặc vi vũ như thế nào đi tết nhất tiết mông bắt đầu kiểu đùa khắc nghiệt mặc nhân cũng trả giận bỗng nhiên nhớ ra gì đó hỏi đúng rồi hôm nay ngươi có gặp tiểu sư đệ không ngươi nói hạ tư nghịch à tiết mông nói không gặp người ta dù sao cũng là môn đồ của toàn cơ ngày nào cũng quậy phá với chúng ta toàn cơ không so đo nhưng nếu ăn Tết với chúng ta, sư phụ đệ ấy chắc tức chết luôn. Mặc nhiên cười ha ha nói. Nói cũng đúng. Hồng liên thủy tạ, tà dương xế chiều. Sở vãn ninh cầm một viên thuốc xem xét cẩn thận. Tiết trình ung ngồi đối diện với y. Sở vãn ninh chưa từng mời ông uống trà. Ông liền tự rót cho mình một chén, còn không chút khách khí ăn địa bánh của người ta. Sở vãn ninh chừng mắt nhìn ông. Ông vẫn chả nhận ra cái gì. Nhai điểm tâm nói. Ngọc Hành à, ngươi đừng nhìn nữa. Tuy tham lang độc miệng nhưng lòng dạ không xấu đâu, sao hắn hại ngươi được? Tôn chủ nghĩ đi đâu thế? Sở vãn ninh nhàn nhạt, nhạt nói. Ta chỉ nghĩ một chút, nếu tham lang trưởng lão, lo nghiên cứu chế thuốc có thể giúp thân thể ta khôi phục một ngày, thì sao hắn không luyện thêm nhiều vào? Nếu cần, dùng được luôn. Ôi trời, nào dễ thế? Tiết Trinh Ung nói. Loại thuốc này cần dược liệu cực kỳ hiếm gặp. Hắn luyện ba viên, đã đưa cả rồi, không phải kế lâu dài. Vậy... Sở vãn Ninh trầm ngâm nói, thì ra là thế, đa tạ hắn. ha, Tiết Chính Ung xua xua tay. hai người các ngươi kỳ thật rất giống nhau, toàn ngoài miệng nói lời khó nghe, trong lòng lại không sống. Sở Vãn Ninh liếc mắt nhìn ông một cái, cũng không nói lời nào, còn tự rót cho mình một ly trà, uống viên thuốc có thể làm y khôi phục hình dáng lúc trước. Tiết Chính Ung lại muốn ăn thêm một cái bánh nữa, bị Sở Vãn Ninh đè tay lại. làm gì thế? tôn chủ bất mãn nói. Sở Vãn Ninh bảo, của ta. Tiết Chính Ung vô ngữ màn đêm buông xuống đệ tử từ sinh đỉnh đều lục tục tới mạnh bà đường mỗi trưởng lão đều ngồi cùng đồ đệ của mình cùng làm sủi cảo người tuyết và chuột lửa xuyên qua đám người giúp họ mang bình muối bột ớt đĩa hành đã thái hoặc mấy thứ khác tới mỗi bàn đều phi thường náo nhiệt tiếng cười nói vui vẻ chỉ có bàn của ngọc hành trưởng lão đồ đệ đầy đủ sư phụ lẫy vắng mặt tiết mông nhìn bên cạnh thở dài ta nhớ sư tôn sư muội ôn nhu nói Sư Tôn không phải mấy ngày trước đã viết thư truyền ra sao, bảo chúng ta ăn Tết vui vẻ, tu hành ở chốn đào nguyên cực khổ, chờ y xuất quan sẽ đến gặp chúng ta mà. Nói thế cũng không sai, nhưng khi nào người mới có thể xuất quan chứ? Nhưng đang thở ngắn than dài, ánh mắt buồn bã yếu xìu lướt qua cửa, bỗng sừng sốt, lại bỗng bật thẳng dậy, như mèo con trợn mắt dừng tại chỗ cửa mạnh bà đường. Huyết sắc nhanh chóng rút đi lại vọt lên, mặt tiết mông phiếm đỏ ánh mắt sáng ngời lại kích động lắp bắp nói không nên lời là 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 mặc nhiên cho là con thú quý hiếm nào toàn cơ trưởng lão nuôi chạy tới góp vui cảm thấy kiến thức của tiết mông hạn hẹp ngạc nhiên vì tiểu quái không khỏi buồn cười mà nói có cái gì nhìn ngươi như thế như thấy thần tiên ấy có cái gì đáng để kinh ngạc vì mấy con tiểu hắn cười hì hì quay đầu không chút để ý nâng mắt lên chữ quái phía sau cho dù thế nào cũng không nói nên lời ngoài cửa đại đường mở rộng trong chiều tuyết bay sở vãn ninh một bộ bạch y khoác áo choàng đỏ tươi tù nhã nghiêng người thu dù giấy lắc cho tuyết rơi xuống sau đó nâng mình nâng mảnh mi lên lộ ra đôi mắt phượng sắc bén hẹp dài nhàn nhạt, nhạt, liếc nhìn họ một liếc mắt này khiến mặc nhân cảm thấy tim hắn thế mà đã đập loạn cả lên tay đổ mồ hôi trộm hô hấp cũng không tự chủ được mà nhẹ nhàng chậm chậm hơn mạnh bà đường dần yên tĩnh Sở Vãn Ninh ngày thường xuất hiện ở mạnh bà đường, các đệ tử cũng không dám ồn ào. Huống chi, y bế quan đã lâu, giờ xuất hiện trong đêm trừ tịch, khuôn mặt nhiễm sương tuyết càng làm y trong sạch tuấn mỹ, ánh mắt càng đen nhánh sâu nặng. Mặc nhân đứng dậy, lầm bầm nói. Sư tôn. Tiết mông bật dậy, như mèo con chạy về phía sở vãn ninh, vừa gọi sư tôn, vừa chui vào trong lòng sở vãn ninh. Y phục nhiễm trong tuyết của sở vãn ninh cực kỳ lạnh, nhưng nhìn biểu tình tiết mong quả thực như ôm lấy hoa đảo tháng 3, than lửa tháng 10, ấm không chịu được, còn ồn ào. Sư tôn rốt cuộc người xuất quan rồi, ta còn tưởng trước khi đi không thể gặp được người, người quả nhiên vẫn lo cho chúng ta. Sư tôn, sư tôn. Sư muội cũng tới đón, cúi đầu thi lễ, mặt lộ vẻ vui mừng. Cung nghênh sư tôn xuất quan. Sở vãn ninh vỗ vỗ đầu tiết mông, lại gật đầu với sư muội. Vì sư tới hơi muộn, đi thôi, đón giao thừa với các ngươi. Y ngồi vào bữa tiệc, ngồi cạnh tiết mông, đối diện mặc nhiên. Sở vãn ninh đến, sau hân hoan náo nhiệt ban đầu mọi người dần khôi phục thói quen xưa, đều ngồi nghiêm chỉnh như sư tôn. Trước bàn yên tĩnh đến quỷ dị, giữa bàn đặt bột mì nhân trứng thịt gà và các loại nguyên liệu nấu ăn, còn có một đồng tiền mới tinh. Mặc nhiên là người chủ nghệ tốt nhất trong bọn họ, nên mọi người cuối cùng quyết định để hắn chỉ huy. Vậy, ta cung kính không bằng tuân mệnh. Mặc nhiên cười nói, Mọi người ai biết cán bột không? Không ai hé răng. Được rồi, ta cán bột cho. Mặc nhiên nói, sư muội huynh làm hoành thánh ngon nhất. Nhân sủi cảo cũng không làm khác gì. Huynh tới làm nhân đi. Sư muội do dự chốc lát, nói. Chuyện này vẫn có chút khác nhau, ta sợ ta làm không tốt. Sở vãn ninh nhàn nhạt, nhạt nói. Có thể ăn là được rồi, không cần do dự. Sư muội cười nói. Vậy thì được rồi. Tiết mông, người giúp lấy nước đi, Sáng tay áo lên làm gì thế, đừng có cản trở là giúp rồi đấy. Còn sư tôn nè, à? mặc nhiên cười nói, sư tôn hay là cứ ngồi bên cạnh uống trà nhé. Sở vãn ninh lạnh lùng nói, ta làm sủi cảo. hà, mặc nhiên cả kinh, tưởng là hai tay mình bị điếc. Người, người muốn làm gì? Ta nói, ta làm sủi cảo. Mặc nhiên đầu đầy dấu hỏi, hắn bỗng nhiên thả rằng hai tay mình bị điếc luôn cho xong. Ta sẽ cùng đón nghe phần tiếp theo cuốn tiểu thuyết Husky và sư tôn mèo trắng của hắn trên kênh audio kể chuyện đêm khuya vào những tập sau.